Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay chúng ta cùng học môn Hóa học lớp 8 qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn Hóa học lớp 8. Trong video hôm nay chúng ta sang bài 4. Bài nguyên tử. Ta đã biết mọi vật thể tự nhiên cũng như nhân tạo đều được tạo ra từ chất này hay chất khác. Thế còn các chất được tạo ra từ đâu? Câu hỏi đó đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các em sẽ biết được trong bài này. Rồi trước hết là chúng ta học theo sách giáo khoa. Một, nguyên tử là. Ở đây các em biết các chất đều được tạo lên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện gọi là nguyên tử. Có hàng chục triệu chất khác nhau nhưng chỉ có trên 100 loại nguyên tử thôi. Hãy hình dung nguyên tử như một quả cầu cực kỳ nhỏ bé, đường kính vào cỡ là 10 mũ trừ 8cm. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Rồi như vậy ở đây chúng ta biết là nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Có hàng chục triệu chất khác nhau nhưng chỉ có trên 100 loại nguyên tử thôi nha. Rồi, nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Ở đây các em biết là giá trị điện tích dương của hạt nhân nó bằng tổng giá trị điện tích âm của các electron. Hai giá trị điện tích âm và điện tích dương về giá trị tuyệt đối của nó là bằng nhau, nhưng điện tích nó mang dấu trái nhau, cho nên là nó trung hòa về điện. Bình thường thì nguyên tử trung hòa về điện. Ký hiệu điện tích của electron là E. Electron ký hiệu là E và điện tích ký hiệu là trừ, có nghĩa là điện tích âm. Ở đây các em biết là hạt nhân nó mang điện tích dương, còn electron nó mang điện tích âm. Về giá trị tuyệt đối thì là giá trị tuyệt đối của điện tích dương nó bằng giá trị tuyệt đối của điện tích âm. Nhưng dấu điện tích thì nó trái dấu nhau. Chính vì vậy bình thường là nguyên tử trung hòa về điện. Rồi tiếp theo là các em sang phần 2, hạt nhân nguyên tử tạo bởi. Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và neutron. Proton và neutron. Proton ký hiệu là P, điện tích ký hiệu là dấu cộng, neutron thì ký hiệu là N và điện tích, neutron không có điện tích. Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton trong hạt nhân. Trong mỗi nguyên tử thì số proton bằng số electron. Như vậy là số P bằng số E. Trong một nguyên tử thì số P bằng số E nha. Số proton bằng số electron. Được chưa? Các nguyên tử cùng loại thì đều có cùng số proton trong hạt nhân. Rồi proton và neutron có cùng khối lượng. Còn electron có khối lượng rất bé. Vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Các em biết là nguyên tử thì bao gồm electron và hạt nhân, mà hạt nhân thì gồm proton và neutron. Ở đây khối lượng của các electron có khối lượng rất bé, vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.
Tiếp theo em sang phần 3, lớp electron. Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. Mỗi lớp có một số electron nhất định. Rồi tiếp theo là các em sang phần bài tập. Bài tập số 1, nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Tức là các vật thể thì được cấu tạo từ các chất, đúng không? Mà các chất thì được tạo ra từ các nguyên tử. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương. Được chưa? Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi các electron. Tức là tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Các electron thì mang điện tích âm, còn hạt nhân mang điện tích dương. Hai. Câu E. Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, gọi là hạt dưới nguyên tử. Đó là electron, proton và neutron. B. Các hạt mang điện là, ở đây các hạt mang điện đó là các hạt electron này và proton. Electron ký hiệu là E và mang điện tích âm. Proton ký hiệu là P và mang điện tích dương. Được chưa? C. Những nguyên tử cùng loại thì có cùng số proton trong hạt nhân. 3. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Bởi vì sao? Bởi vì khối lượng của các electron là nó rất là nhỏ, không đáng kể. Bởi vì proton và neutron có cùng khối lượng, còn khối lượng của electron rất bé, không đáng kể. 4. Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. Mỗi lớp thì có một số electron nhất định. Theo sơ đồ nguyên tử oxy, ta biết được trong nguyên tử có bao nhiêu electron. Em quan sát sơ đồ nguyên tử oxy nha. Ta thấy là trong nguyên tử có 8 electron này. Và các electron này xếp thành hai lớp. Lớp ngoài cùng có 6 electron. Rồi các em quan sát sơ đồ nguyên tử oxy. Ở đây hạt nhân có 8 proton này. 8 proton. 8 proton tức là có 8 electron. Bởi vì số proton bằng số electron, đúng không? Lớp thứ nhất là có bao nhiêu electron? Có 2 electron này. Mà nguyên tử oxy chỉ có 2 lớp thôi. Như vậy lớp còn lại là có 6 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? Tổng là có 8 electron. Phân bố 2 lớp. Lớp 1 là có 2 electron và lớp còn lại. Lớp thứ 2 là có 6 electron. Lớp thứ 2 người ta gọi là lớp ngoài cùng. Lớp ngoài cùng có 6 electron. Bài tập số 5. Số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng. Đầu tiên là nguyên tử heli. Các em quan sát sơ đồ cấu tạo nguyên tử heli. Hạt nhân có 2 proton. Hạt nhân có 2 proton. Số P trong hạt nhân là 2. Được chưa? Rồi carbon thì có bao nhiêu? Có 6P đúng không? Nhôm có 13. Canxi có 20. Số E trong nguyên tử heli có 2 này. Các em nhớ là số E bằng số P nha. Trong nguyên tử thì số E bằng số P. Được chưa? Số E bằng số P. Nhưng điện tích thì trái dấu nhau. Chính vì vậy mà bình thường thì nguyên tử trung hòa về điện. Số lớp này, heli có một lớp thôi, một vòng có một lớp. Carbon có hai vòng, hai lớp.
Nhôm có 3 vòng, tức là 3 lớp. Canxi có 4 vòng, tức là 4 lớp. Số E lớp ngoài cùng nè. Ở đây heli có 1 lớp, thì số E lớp ngoài cùng chính là 2. Carbon, số E ngoài cùng, các em tính số E của lớp thứ 2, tức là lớp ngoài cùng, có 4 E. Số E lớp ngoài cùng của nhôm là 1, 2, 3. Số E lớp ngoài cùng của canxi, 1, 2. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập trong sách bài tập. Bài 4.2. Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử. A là vô cùng nhỏ, B là trung hòa về điện, C là tạo ra các chất, D là không chia nhỏ hơn trong phản ứng hóa học. Hãy chọn cụm từ phù hợp A, B, C hay là D với phần còn trống trong câu. Nguyên tử là hạt vì số electron có trong nguyên tử đúng bằng số proton trong hạt nhân. Số E bằng số P, nhưng điện tích thì lại trái dấu nhau. Như vậy là nguyên tử là hạt trung hòa về điện. Các em chọn là cụm từ B, được chưa? Các em chọn B. Tiếp theo, các em sang bài tập 4.3. Cho biết sơ đồ một số nguyên tử như sau. Sơ đồ của nguyên tử nitơ, neon, sinic, cani. Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân và số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. Đầu tiên là số proton trong hạt nhân của nguyên tử nitơ. Các em quan sát hạt nhân. Nguyên tử nitơ có 7P, neon có 10P, sinic có 14P, cani có 19P. Số E trong nguyên tử, trong nguyên tử thì số E bằng số P. Các em viết lại dòng trên thôi. Số lớp electron của nitơ ở đây có 2 vòng, đúng không? Nitơ có 2 vòng, như vậy là 2 lớp. Neon có 2 vòng, như vậy là 2 lớp. Sinic có 3 vòng, như vậy là 3 lớp. Kali có mấy vòng? 1, 2, 3, 4. 4 vòng, vậy là 4 lớp. Số E lớp ngoài cùng của nitơ. Lớp ngoài cùng của nitơ có 1 này, 2, 3, 4, 5, 5 E. Neon lớp ngoài cùng có mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 E. Silic lớp ngoài cùng có 1, 2, 3, 4, 4 E. Cani lớp ngoài cùng có 1. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 4.4. Theo sơ đồ 4 nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra A. Số lớp electron của mỗi nguyên tử. Rồi bây giờ các em chỉ cần ghi lại thôi của bài tập 4.3. Nguyên tử nitơ có 2 lớp. Nguyên tử neon có 2 lớp. Nguyên tử silic có 3 lớp. Và nguyên tử kali có 4 lớp. Được chưa? B. Những nguyên tử có cùng số lớp electron. Ở đây chúng ta thấy chỉ có nitơ và neon là đều có 2 lớp thôi, đúng không? Những nguyên tử có cùng số lớp đó chính là nitơ và neon, đều có 2 lớp. Câu C. Nguyên tử có số lớp electron như nguyên tử natri. Xem sơ đồ trong bài 4 sách giáo khoa là. Các em quan sát sơ đồ của nguyên tử natri nha. Natri có 11P, tức là cũng có 11 E. Lớp thứ nhất là có 2 E. Lớp thứ hai có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lớp thứ hai có 8 E. 8 với 2 là 10 rồi. Như vậy lớp ngoài cùng chỉ có 1 E thôi. Được chưa? Nguyên tử có số lớp electron như nguyên tử natri. Ở đây nguyên tử natri có 3 lớp. Các em tìm xem nguyên tử nào có 3 lớp. Nguyên tử sinic đúng không? Có 3 lớp.
Đó chính là nguyên tử silic có 3 lớp electron. Được chưa? Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.